Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Văn Trỗi quý vị ha, ngay ngã ba chùa. Đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ xuống đường Phan Đình Phùng quý vị. Đường Phan Đình Phùng ngay sau lưng của chúng ta rồi. Còn đi theo hướng này là chúng ta sẽ đi lên đường Bùi Thị Xuân, đường Võ Tấn năm xưa quý vị ha. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị đi vào chùa Sơn ha. Và chùa Linh Sơn tham quan một chút rồi chúng ta sẽ đi vòng vòng quý vị. Đà Lạt sáng hôm nay trời có nắng đẹp lên quý vị ha. Đó. Đây là cái cổng chính của cái chùa Linh Sơn đó quý vị này. Thường thường cái cổng chính này á, là chúng ta đi bộ vô được quý vị. Đó. Có những cái bậc cầu thang tam cấp đi lên đó ha. Còn muốn chạy xe là chúng ta sẽ đi lên cái cổng trên kia. Chùa Linh Sơn quý vị có thể thấy là có sự khác biệt chứ không? Khi mà thấy sự trống trải nó còn nhiều hơn là năm xưa. Vì người ta đã đốn bỏ đi, đốn hạ khai thác đó quý vị, những cái cây bạch đàn lâu năm ở đây. Cái chùa này thiên nhiên nó nằm ở chỗ là có những cái cây gỗ, những cái cây bạch đàn này xen kẽ với những cây thông. Nhưng mà trong thời gian gần đây thấy nhà chùa họ cũng khai thác gỗ, cũng chặt những cái cây bạch đàn, chắc có lẽ là cũng để xây dựng chùa. Nói chung chùa họ trồng thì họ khai thác đó quý vị, những cây đó là họ trồng mà. Nhưng mà thấy là khá là tiếc luôn quý vị ha. Rồi bây giờ mình quẹo vào trong khu vực này đi, chạy thẳng lên trên là đường Bùi Thị Xuân rồi quý vị. Đây, vào đây là chùa Linh Sơn rồi. Con đường vào chùa thì ngày càng bị xuống cấp quý vị. Có lẽ nay mai thì chùa họ cũng sẽ tráng nhựa lại khu vực này thôi. Ở trong này chùa họ cũng làm những cái bãi đỗ xe có thu phí quý vị. Bà con mình đem xe vào trong này gửi thì sẽ có thu phí. Đây là chùa. Linh Sơn là một ngôi chùa huyền thoại. Nó đã nằm trong những cái gọi là thi ca rồi. Có những cái bài hát gọi là Linh Sơn đâu đây nghe tiếng chuông ban chiều đó. Đó. Rất là cổ kính. Giáo hội Phật giáo của tỉnh Lâm Đồng cũng đặt trụ sở tại đây quý vị. Ở trên kia có cái trường Trung cấp Phật học kìa. Đây là ngôi chùa, khi mà nhìn ở dưới đường Nguyễn Văn Trỗi lên là rất là thiên nhiên. Đó. Với những cái hàng cây bạch đàn cổ thụ như thế này quý vị. Tuy nhiên thời gian gần đây thì quý vị có thể thấy là nó khá là trống trải, khi mà người ta đã khai thác chặt bỏ đi những cái cây bạch đàn như thế này. Rất là tiếc luôn quý vị. Các con cũng chặt bỏ để mà làm gỗ. Đó. Tiếc ha. Dưới kia là đường Hà Mai Hoa Thôn đó quý vị. Gỗ bạch đàn nên làm những cái trụ để mà làm nhà đẹp lắm quý vị. Vì những cây rất là thẳng tắp luôn. Dưới kia còn rất là nhiều cây kìa. Mình nghĩ nay mai chắc họ cũng khai thác nốt luôn. Ủa ha. Khai thác rồi họ trồng lại thôi. Nhưng mà để trồng lại mà lên được những hàng cây cổ thụ mà đỡ trống trải thì mà nói là mất một khoảng thời gian khá là lâu quý vị. Bên này những cái cây có cái cây đa ha. Cây đa nó lên tùm quá, bà con mình cũng tỉa đi bớt. Đó. Ở đằng sau kia là nhà sạt quý vị. Đó, giống cây bạch đàn này quý vị có thể thấy là hai người ôm hết đấy. Gỗ quý.
Đó, đây là lối chính đi vào này quý vị này. Mình nghĩ trong khuôn viên này nếu như mà nhà chùa cho trồng thông hoặc là trồng mai anh đào đó, mai mốc lên đẹp lắm luôn. Thông với lại mai anh đào xen kẽ vào ha. Nhìn ngoài nhìn vào thấy nó trùi lủi á quý vị ha. Ở đường Nguyễn Văn Trỗi này thì có cái quán phở Hiếu quý vị. Phở Hiếu này là năm xưa nằm ở trên đường Tăng Bạc Hổ đấy, sau này họ dời về khu vực này ha. Đây là cái quán phở nổi tiếng của thành phố Đà Lạt quý vị, nấu ăn rất là ngon luôn á, lâu đời rồi đó. Dẫn quý vị đi ra Mã Thánh đi ha, ra sân vận động tỉnh Lâm Đồng để cập nhật tình hình ở ngoài đó một cái. Khuôn viên ở bên ngoài người ta đã làm hoàn thiện xong xuôi hết chưa? Ở bên trong sân vận động thì họ làm xong hết rồi quý vị, đá được rồi, chỉ có bên ngoài hoàn thiện là thôi. Bây giờ ở ngoài đó là người ta cho khuôn viên là người ta cho trồng thông, trồng thiết rồi hoa mai anh đào này kia nó nhiều lắm luôn á. Tương lai đẹp lắm rồi quý vị. Xuống đây là con đường Phan Đình Phùng quý vị ha. Đường Phan Đình Phùng quý vị có thể thấy là ở bên góc bên này những cái căn nhà cổ năm xưa để lại đó quý vị. Đó. Năm xưa hàng loạt nhà như thế này ha, họ xây cái lối kiến trúc nó ná giống nhau. Và năm xưa nhà cửa nó cũng không dày đặc giống như hiện tại bây giờ. Đó. Ở dưới Sài Gòn phải nói dưới Sài Gòn với lại Cần Thơ, những cái tỉnh thành mà miền Tây rồi đó, bây giờ mỗi lần thủy triều lên mưa gió và nó ngập mắt mong nước, vì đây là một cái có một cái sự dự báo trước rồi, khi mà ảnh hưởng của cái việc gọi là nước biển dâng, tương lai người ta nói tương lai những cái nước Đông Nam Á, những cái thành phố ví dụ như là ở bên Philippines, Indonesia đó, rồi Việt Nam thì có ở những cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Cần Thơ và những tỉnh thành miền Tây là nguy cơ bị chìm sâu dưới mực nước biển. Đó là sự biến đổi khí hậu toàn cầu, đó là một yếu tố rồi vị, còn nhiều những yếu tố khác nữa, ví dụ như quy hoạch, rồi hệ thống thoát nước nó này kia, nó có vấn đề đó. Và như vậy nếu như mà trong tương lai không có giải pháp gì thì chúng ta phải buộc một là sống chung với lũ, hai là phải di dời đó. Có nhiều đất nước là có kế hoạch là di dời những cái thành phố mà bị nguy cơ chìm sâu trong biển nước đó lên cao hơn đến một vị trí khác đó. Những thủ đô Manila của Philippines đó, cũng có kế hoạch là di dời đi chỗ khác, nhưng mà mai mốt là tương lai sẽ chìm sâu dưới mực nước biển khi mà bị biến đổi khí hậu và thủy triều nó dâng đó, nước biển nó dâng. Như vậy bất động sản ở những cái khu vực đó coi như là bỏ không rồi quý vị ha. Mình nghĩ nếu như mà không có giải pháp thì trong tương lai tầm khoảng vài chục năm nữa thôi là thì nó sẽ là chìm trong biển nước rồi quý vị. Đó, khi mà nước biển nó ngày càng dâng cao, khi mà băng ở hai đầu Nam Cực và Bắc Cực nó ngày càng nó tăng, nó tan ra đó, do khí hậu nó nóng lên rồi quý vị, nó tan ra đó, thì nước biển nó dâng thôi. Vào trong này là năm xưa là người ta gọi là Mã Thánh, là khu nghĩa địa, bây giờ là thành sân vận động của tỉnh Lâm Đồng rồi quý vị ha. Đó,
đó là sự biến đổi của thiên nhiên. Con người của chúng ta cần phải có những cái tính toán và thích nghi, thích ứng. Ở dưới Sài Gòn lội nước bị bom, thấy bà con mình đi giữa đường không biết đâu là đường đâu là sông cả, mà xe cộ như vậy thì ngập như vậy tổng hư hại đó quý vị ha. Xe ô tô, xe gắn máy mà ngập nước như vậy kiểu gì nó cũng bị hư hại à. Chạy sâu lên trên sân vận động cái. Trời nó không mưa nhưng mà nó lúc nắng lúc âm u như thế này đó quý vị. Đó, đây là sân vận động này quý vị này. Khuôn viên người ta làm đẹp quá trời quá đất quý vị. Đó, những con đường đi vào ha. Và người ta xung quanh trồng thông đây. Thông, mã anh đào đó. Dần dần hoàn thiện quý vị. Cảnh quan bên ngoài mai mốt hoàn thiện sóng xuôi dẹp vén nữa sạch sẽ là rất là tuyệt vời luôn đấy. Đó. Hồi trước tới đây là còn đất đai nhưng mà bây giờ là độ trắng nhựa đang như cái rồi, ngon lành chưa? Rồng dễ sợ quý vị ha, quá đã luôn. Sân vận động nó nằm trên một cái đồi cao cho nên cái view nhìn toàn cảnh xung quanh ra là nhìn nó thoáng lắm quý vị. Đó, nhìn về thấy trung tâm thành phố là nhìn về xung quanh là những cái rặng núi Lang Biang, Biếc đồ này kia này. Đó, lần đầu tiên tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt có một cái công trình phải nói là đẹp như thế này, hoành tráng như thế này. Năm xưa cái sân vận động của tỉnh Lâm Đồng nằm ngoài quảng trường Lâm Viên, ngoài bờ hồ Xuân Hương được vị, khá là xấu thôi. Năm xưa công trình này được cho là chậm tiến độ đó quý vị ha. Sau này thì khi mà tỉnh Lâm Đồng hối thúc thì người ta mới rốt ráo và làm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian gần đây đó. Đèn đuốc họ cũng đã bắt ngon lành hết rồi quý vị. Đó,
mặt sân bên trong này. Bên kia là khán đài A nè quý vị. Xung quanh khán đài là người ta đã lắp bàn ghế, lắp ghế ghiếc rồi, ngon lành hết rồi. Mặt cỏ cũng ngon hết rồi quý vị. Rồi đi ra quý vị ha. Đó, quý vị thấy rộng không? Rộng thanh thang luôn ha. Mai một khi mà làm xong là chúng ta không có lẽ là người ta sẽ đóng cửa và làm những cái cổng mà rào lại đâu quý vị. Chứ chúng ta khó lòng mà được lang thang tự do giống như hiện tại bây giờ đâu. Đóng cửa lại để mà kinh doanh nhé, cái chủ đầu tư đó mà kinh doanh nhiều thứ ở trong này đó. Và ai muốn vào thì phải mua vé, mua viết này kia chứ đâu có phải cứ lang thang là thích là đi vào giống như hiện tại bây giờ đâu quý vị. Xuống dưới này là khu nhà ở. Đó, ngoài việc xây sân vận động ra thì khu vực này người ta cũng dành ra một khoảng để mà phân lô ra làm khu quy hoạch dân cư, nhà ở liền kề này kia. Bây giờ đất đai ở khu vực này còn rất là nhiều. Đó, ngày xưa là nghĩa địa, nghĩa điếc gì đó không biết, nhưng mà bây giờ là nhìn vào đây là thèm lẹm luôn. Quá ngon. Ở sát sân vận động. Và tương lai những căn nhà ở khu vực này thì bảo đảm với quý vị là người ta sẽ làm những dịch vụ. Vụ chủ yếu là khách sạn, nhà hàng. Khách sạn cho bà con mình mỗi lần mà đi xem bóng đá ở ha. Ở là bước chân ra là thấy sân vận động rồi. Đó. Bước chân qua là xem đá bóng thôi. Đó, khu dưới này mà sân vận động ở trên kia. Bước vài bước chân là tới luôn. Đẹp không quý vị? Nghĩ khu này mắc lắm ấy. Không rẻ đâu. Mét vuông 70-80 đến 100 triệu. Rồi mình đi ra thôi, chạy lên trên này và ra đường Soviet Nghệ Tĩnh đi về thôi quý vị. Hôm nay cũng dẫn quý vị anh chị và các bạn đi dạo dòng từ Chu Linh Sơn về khu vực sân vận động của tỉnh Lâm Đồng để mà cho quý vị tham quan lại diện mạo của nó ha. Những khung cảnh cũng quen thuộc thôi quý vị. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.